Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món đồ chơi mới nữa, đó là robot biến hình xe tăng nha các bạn. Thì cái series robot biến hình này nó sẽ có 3 màu, màu đỏ, màu xanh, và này màu giống màu nâu nha các bạn. Còn mình đang có hiện tại đây là phiên bản màu xanh và nó có thể là biến hình thành một chiếc xe tăng. Mẫu như vậy thành con robot như thế này. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu khui hộp lên các bạn. Đây mình có con robot màu xanh nhìn khá đẹp. Rồi, ở đây mình có cái đầu của con voi nha các bạn. Đây là hai cái lỗ tai của con voi. Đây là cái vòi nha. Ở đây thì mình thấy thì ngoài hình giống cái vòi của con voi thì mình nghĩ là giống như cái khẩu pháo của xe tăng nha các bạn. Còn đây là con robot. Đây là con robot. Với mình thấy cái mức độ hoàn thiện cũng khá cao nha các bạn. Khá đẹp. Thì con robot này mình đang bán với giá là 130.000. Nếu mà bạn nào thích những cái mẫu đồ chơi robot biến hình lắp ráp như thế này thì hãy comment thông tin địa chỉ, số điện thoại liên lạc phía dưới. Mình sẽ ship tận nhà. 130k cho con robot này thì mình thấy là khá là rẻ. Thì mức độ nhựa hoàn thiện của con robot này khá là đẹp nha các bạn. Rất là cứng cáp. Và nào có sở thích muốn sưu tập những con robot biến hình thì mình nghĩ đây cũng là một cái lựa chọn khá hay. Rồi, nếu mà bạn nào thấy thích muốn mua thì hãy liên hệ với mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.